Chào mừng anh em đến với kênh Phụ Tùng Ô Tô Tú Linh Bình. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em những sản phẩm mới bên em mới về. Đó là Zotwin cân bằng ghét, Mobit tay mở ngoài Morning 0510 đời cũ, tay mở trong Morning 0510 đời cũ, và rất nhiều các sản phẩm mới. Tay mở cửa trong Morning 1117 đèn phẩy form mới. Anh em mua hàng hãy liên hệ với em số máy trên màn hình. Xi lanh bánh Kia Morning 1117, cụm bơm tay Booster 2 bông Go 3, đủ các mã. Anh em hãy cho em một đăng ký kênh để em có những video mới nhất thông báo đến anh em nhá. Xin chào mọi người nhá.